có 3 điều làm cho BVS trở thành một trường xuất sắc ở Việt Nam. Điều thứ nhất là chương trình giảng dạy của trường có sự phối hợp giữa tiêu chuẩn của Anh và những tiêu chuẩn về giáo dục quốc tế, bao gồm chương trình khảo thí của Cambridge, và kèm theo đó trường lại kết hợp được những chương trình giáo dục của Việt Nam, đem lại cho con của tôi những kiến thức mà vô cùng cần thiết với lứa tuổi của các em về văn hóa Việt Nam, về lịch sử, về xã hội. Ngoài ra thì trường còn có những cái hoạt động ngoại khóa. Hoạt động ngoại khóa ở đây thì tôi đánh giá rất cao ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là giúp cho các em có một môi trường thư giãn sau giờ học, bao gồm những hoạt động về thể chất cũng như là về năng khiếu hội họa hoặc âm nhạc. Đồng thời nhà trường cũng có rất nhiều những cái hoạt động ngoại khóa liên quan đến trách nhiệm xã hội của các em bé, mà ở lứa tuổi nhỏ khi mà chúng ta giáo dục cho các em thì nó sẽ tạo nên một cái ý thức rất tốt về sau. Ví dụ như những lễ hội của nhà trường, lễ hội Tết, hoặc là những chương trình về bảo vệ môi trường, về giáo dục các em về yêu thương động vật, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì đấy là điểm thứ nhất mà tôi thấy là trường có tổ chức rất tốt về môi trường giáo dục. Điểm thứ hai là nhà trường có cơ sở vật chất mà theo tôi đánh giá là một trong những cơ sở vật chất tốt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cũng như ở Việt Nam nói chung. Thì trường có cả những cái khuôn viên ở ngoài trời rất tốt cho các em, có sân bóng, có bể bơi, đồng thời lại có cả những cái khuôn viên ở trong nhà, tạo điều kiện rất tốt cho các em, đặc biệt là những mùa mưa ở trong thành phố Hồ Chí Minh như thế này. Và trường cũng có đầy đủ các cái phòng thí nghiệm, phòng học nhạc, phòng thể, có những cái phòng về ICT, phòng thư viện. Đồng thời các lớp học cũng được bố trí rất là thân thiện với cả các em, có đầy đủ tất cả những cơ sở vật chất đầy đủ cho các em ở lứa tuổi nhỏ cũng như là những lứa tuổi lớn hơn. Khuôn viên của trường cũng rất là rộng, tôi thấy là rộng và mới hiện đại so sánh với cả rất nhiều những trường quốc tế hoặc là song ngữ khác ở Việt Nam. Và điểm thứ ba ở đây tôi đánh giá rất là cao ở VVIS là môi trường tạo cho các em có một cái sự tự tin vào bản thân mình. Cái này thì nó hơi khó để diễn tả một chút, nhưng mà tổng hòa những cái yếu tố về cơ sở vật chất cũng như chương trình học cũng như sự quan tâm của đội ngũ lãnh đạo của trường, ban giám hiệu cũng như giáo viên làm cho các em cảm thấy ở đây là một cái ngôi nhà thứ hai của mình. Nghĩa là con tôi thì ngày nào cũng hào hứng đi học và thậm chí là phải đi học rất sớm, phải dậy từ 6:30 sáng, nhưng mà và bé rất buồn ngủ nhưng mà bé cũng rất là hào hứng đi học, và bất kỳ kỳ nghỉ nào thì bé cũng đôi khi đến giữa kỳ nghỉ là bé đã thắc mắc là không biết bao giờ thì kỳ nghỉ kết thúc để con có thể quay trở lại trường học. Thì tôi thấy cái môi trường đấy tạo cho con tôi một sự gắn bó rất là chặt chẽ với cả trường học. Bé cảm thấy thoải mái, bé cảm thấy vui thích khi đi học. Việc mà bé thành thạo hai ngôn ngữ là một trong những mối quan tâm hàng đầu của tôi khi mà lựa chọn giáo dục cho con mình. Đương nhiên cái ưu tiên của bố mẹ nào khi mà lựa chọn bất cứ một phương thức giáo dục nào cho con mình cũng đặt cái hiệu quả về mặt học lực lên hàng đầu. Nhưng đối với tôi thì cái phát triển tổng thể của một em bé là rất là quan trọng. Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ thiết yếu của bất kỳ ai mà học ở Việt Nam. Đồng thời tiếng Anh, đặc biệt ở đây thì là tiếng Anh British English ấy, thì là một trong những cái yếu tố khiến tôi cảm thấy rất yên tâm khi mà đưa bé vào học ở trường này. Theo tôi, điều làm nên cái giá trị của trường, chứng minh được cái lợi ích của trường mang lại, nó kết hợp rất là nhiều yếu tố. Ở đây thì chúng ta có cái quá trình đánh giá các em học sinh khá là toàn diện từng ngày một.
Đồng thời trường cũng tăng cường cái việc trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên cũng như là ban giám đốc của nhà trường cũng như là những cái thầy cô chuyên môn với như chúng ta có những cái buổi gặp gỡ về mặt ngôn ngữ, về những cái chuyên môn để chúng ta nắm được là con cái chúng ta đang học những cái gì ở trường. Thì cái quá trình liên tục trao đổi và đánh giá này làm cho phụ huynh nhìn thấy được những cái giá trị mà trường mang lại cho con họ một cách hàng ngày. Đồng thời cái vấn đề thứ hai là về vấn đề giá trị của bằng cấp cũng như giá trị của khóa học, thì trường cũng có những cái liên kết với cả những cái tổ chức giáo dục quốc tế tạo cho trường có một cái cơ sở để trao đổi về mặt học thuật cũng như là tăng cường cái uy tín của trường. Đồng thời chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những cái cập nhật của trường về các em học sinh mà đi thi giữa các trường ở trong thành phố cũng như là đi thi ở các cuộc thi ở nước ngoài, các cuộc thi toán học hoặc là những cái cuộc trao đổi khác thì thấy các em cũng được giải. Thì đấy cũng là một trong những cái điểm chúng tôi thấy là trường tạo nên được cái uy tín cho mình. Việc tôi biết đến VVS thì cũng thông qua hai nguồn. Thứ nhất là cũng thông qua giới thiệu của những người bạn, đồng thời thông qua việc trường có những cái hoạt động truyền thông ở trên báo chí. Thì trên thực tế là tôi cũng đã giới thiệu trường cho tất cả những bạn bè mà hỏi tôi về việc là nên cho con học ở trường nào. Nên là sẵn sàng là tôi sẽ giới thiệu VVS đến những người mà tôi biết.